Trường Nhật ngữ Iris là một trường mới. Tuy nhiên thì khi bắt đầu cuộc sống du học sinh thì em nhận được rất là nhiều sự trợ giúp từ thầy cô. Thầy cô thì rất là thân thiện và rất là tốt bụng, luôn quan tâm đến học sinh và quan tâm đến chất lượng giảng dạy trong mỗi buổi học. Thank you.